con hôm nay đến chùa này, tên đó, họ đó và bao nhiêu tuổi. Nha, ngày hôm nay là mùng 3 hay là ngày mùng 1, con đến chùa để con cầu an. Thứ nhất là cầu cho bản thân con sửa đổi tâm tánh, ha, thay đổi tư duy. Ngày 29 Tết thì anh em tụi con đến thứ nhất là lễ Phật, thứ hai thì chúc thầy có nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, sống trong an lạc. Cái thứ ba nữa thì thường thường đó thầy, đầu năm thì bà con của mình thường đón giao thừa, rồi cái nghi lễ cúng thì bây giờ là thường thường tới ngày mùng 3 là bà con thường hay là cúng mùng 3 ra mắt. Thì đối với cái góc nhìn mà của Phật giáo thì như thế nào, nhờ thầy cho bài pháp thoại. Tại đôi khi bên Khổng Tử Lão Tử gì đó, con ở ngoài đời không biết mà có nhiều cách cúng, thì đối với đạo Phật thì như thế nào, nhờ thầy cho một bài pháp thoại. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính chào chị Ngân và kính chào công lý, kính chào anh Tiến. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm Quý Mão, cũng là kề cận với Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình rồi. Thì lời nói đầu tiên thầy xin kính chúc mấy anh em một năm mới an khang thịnh vượng, phước huệ trang nghiêm, ha, A Di Đà Thọ Ký. Và thầy cũng không quên gửi lời đến toàn thể quý vị cộng đồng mạng, quý Phật tử, quý nhà hảo tâm, quý nhà mạnh thường quân, rồi chư tôn giáo bạn và chư đạo hữu trên toàn thế giới, lời chào nồng nhiệt nhất. Và thầy cũng xin kính chúc cho quý vị một năm cũ bước qua đã được là hóa giải tất cả những cái quan cái nợ nần, và một năm mới bước đến thì tiếp nhận được những cái tần sóng năng lượng đó là về kinh tế dồi dào, sức khỏe là an khang thịnh vượng, ha, và sống là vươn lên trong cuộc sống mới để chúng ta thành tựu được những cái nghiệp vụ mới trong cái thiện pháp, rồi thành tựu được tam vô lậu học, giới định và tuệ, nương từ được tam bảo, luôn luôn hướng về đường lành và phát triển điều lành. Và thầy cũng nguyện hồi hướng tất cả các công đức dù là lớn hay nhỏ của năm cũ, ha, hay là nhiều năm trước, đến năm mới năm nay quý vị được sẽ thành tựu được tất cả, sớm thành tựu được thiện quả nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì theo lời sĩ Ngân hỏi á, thì thầy cũng xin thưa những gì như thế này. Đối về góc nhìn của đạo Phật á, là Đức Phật chỉ cho chúng ta đến với chân lý bằng chân tâm, có nghĩa là một là học thiện pháp, hai là hành động thiện pháp, ba là suy nghĩ đến thiện pháp. Đó là một chân lý tối hậu nhất của cái quan điểm Đức Phật dạy, ha. Nhưng đối với đạo Khổng, đạo Lão thì theo cái truyền thuyết mà gọi là truyền thống của dân tộc đó quý vị, mà hôm nay nó sẽ trở thành một cái con đường gọi là tuyệt diệu mà tất cả ai ai cũng tuân thủ, thì đạo Phật không có vượt ngoài cái vòng nghi lễ, tại vì tiên học lễ hậu học văn mà quý vị, cho nên cũng phải ứng dụng theo cái đạo Tiên và đạo Khổng và đạo Lão nha. Thì theo cái truyền thuyết về truyền thống của đạo Khổng á, thì cái danh từ mà ngày mùng 3 ra mắt đó quý vị, thì là cái ngày mùng 3 ra mắt là nó có nghĩa như thế này nè. Ngày mùng 3 đó gọi là sơ khai tam nhật. Hả? Sơ khai tam nhật là cái ba ngày đầu tiên đúng không quý vị? Ba ngày đầu tiên trong năm á, sơ khai tam nhật. Vạn niên bất thọ. Có nghĩa là tuy rằng sơ khai ba ngày, nhưng mà cái người mà hiểu được việc lành pháp lành để mà hướng về đường lành á, thì cái người này là bất niên giai thọ đúng không quý vị? Tức là mình thọ mạng và tốt đẹp lắm, cái gì cũng tốt hết. Chứ thọ ở đây không phải là sống không, mà thọ đây là hưởng luôn đó. Hay cái gì cũng tốt hết nếu mình hướng về đường lành. Đó là một điều thứ nhất. Một cái điều thứ hai là tại sao cái ngày nay tháng này á, là năm nay mà ông gì ra đó, thường thường ta nói ví dụ như ngày ông Chánh Sái Đại Càng hay là ông gì gì đó chân dân, thì cái tên nó chỉ là một cái danh từ thôi quý vị. Nhưng mà theo tinh thần Kinh Địa Tạng dạy như thế này nè. Lúc mà tất cả các vị thần, thần núi, thần sông, rạch, thần lúa trầm, thần lúa mạ, thần chú ngày, thần chú đêm,
thần hư không, thần ánh sáng, thần trên trời, thần chủ ăn uống, các loại thần cây cỏ vân vân đều đến nơi cung trời hội họp để mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Thì ở đây là trong tinh thần của Phật giáo nha. Thì Phật giáo hay là Nho giáo hay là Lão giáo thì cũng có một cái chân lý đồng nhất quý vị, là tin về cái có mình là có mọi người. Thí dụ như bây giờ ở đây có đất nước Việt Nam mình, thì trên thế giới thì cũng có nước Mỹ nè, có nước Nga nè, có nước Anh nè, có nước Pháp nè, thấy không? Rồi có Trung Quốc nè, rồi có Nam Triều Tiên nè, có Bắc Triều Tiên nè, vân vân. Có rất là nhiều nước. Thì cũng như thế, con người chúng ta có ở trên cõi ta bà này thì sẽ có các vị thần quý vị nha. Thì các vị thần này á, đối với năm nay á, tại sao mà nó năm nay là năm Thìn quý vị nhớ không? Năm nay là năm Giáp Thìn, tức là 60 năm, 61 năm mới giáp được một chu kỳ đó quý vị. Thì vô giờ vô chữ Giáp, thì chữ Giáp Thìn này nó rất quan trọng đó quý vị. Thìn là lò rồng ha. Thì thường thường á, thì theo thường thường cái thông lệ mà bên đạo lão quý vị nói là Tứ Hải Long Vương đó, thấy không? Trong Tứ Hải Long Vương thì nó có ai nè? Thí dụ như là Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng phải không? Tứ Hải Long Vương là bốn hướng cái gì? À, Đông Tây Nam Bắc. Thì như vậy á, là năm nay á, là ở cung Thìn khởi động quý vị, là Giáp Thìn thì nó trở lại cái hướng Đông. Thì thường thường hướng Đông là có lò rồng, mà lò rồng đó thì thường thường là binh gia của ai quý vị biết không? Nếu mà nói hơi thiên thiên về bên đạo Phật chút xíu nghe, là Quan Âm Nam Hải quý vị. À, thường thường ta nguyện cái bài nguyện ở bên đạo mà đạo Khổng á, ta nguyện bên đạo Thần quý vị. À, có nghĩa là quốc gia Nam Hải Đại Càng Âm Binh gì đó, chân ha. Và cái bài thiệu bên đó nhiều lắm mà thầy không có học, thành ra thầy không có thuộc, mà thầy chỉ nói sơ lược vậy thôi. Thì để cho chúng ta thấy rằng cái chữ Thìn này á, cái cung Giáp Thìn này năm nay là ở bên đó đó quý vị ha. Thì những cái gì mà ra mặt ở đây á, chữ ra mắt ở đây á, nó có hai cách nhìn. Một là mở cái con mắt trí tuệ của chúng ta để mà nhìn thấy cái việc mới của năm mới. Cái điều thứ hai, ra mắt có nghĩa là trình diễn quý vị. Cái ngày tháng năm đó là ngày mùng 3 tháng giêng năm Giáp Thìn, là ông gì ở bên cái siêu quốc gia Nam Hải đó, là ông ra mà ông được là nắm giữ binh quyền, ông khởi động binh đầu, ông khởi động binh tướng, ông khởi động đó là binh vị của ông, để mà ông đi gia hộ tất cả mọi người, và đồng thời ông cũng có thể là trừng phạt khắp cả mọi nơi nếu người nào làm sai, làm điều ác nhiều quá là sẽ gặp ông đó nha. Còn cái người nào làm được thiện á, thì ông sẽ giúp đỡ. Là tại sao quý vị biết không? Thường thường các vị thần á, mà bên đó là Đại Càn quốc gia Nam Hải á, là đệ tử của Quan Âm á quý vị, là người ta thường thường là nửa thiện nửa ác. Mà nói thiên về đạo Phật á, nó có 8 bộ tộc nha. Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thần Dương, Đồng Thì, Chính Giám đó nha. Là thì 8 bộ đó là ai? Thiên Long mà Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân Phi Nhân đó. Dạ so, Càn Thác Bà, Âu Tu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân Phi Nhân đúng không quý vị? Là 8 bộ chúng Long Thần này. Quý vị nhớ nghe, 8 bộ chúng Long Thần này là Long Thiên Hộ Pháp, gia hộ cho những người tu. Thì những cái vị mà chánh binh, chánh sói, Đại Càn gì, quốc gia Nam Hải gì đó, thì cũng là đệ tử của Phật thôi, và cũng luôn gia hộ cho những người có hướng tâm tu và tâm thiện quý vị nha. Thì cái ngày mùng 3 á, tại sao mà thường thường á, cái phong tục tập quán á, của ông bà già xưa cổ truyền lại là phải giết con gà? Thì cái ngày này thầy xin triển khai chiến lược chút xíu. Đứng về góc độ đạo thần ha, thì sát sanh hại mạng thì đạo thần có miễn bàn. Tại sao? Đạo thần nửa thiện nửa ác mà quý vị. Cho nên cái này, ngày này gọi là cái ngày gì quý vị biết không? Ngày hội âm hồn. Ngày mùng 3 ra mắt mà cũng là ngày hội của âm hồn đó quý vị. Nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta sẽ rơi vào cổ đấy ha. Cho nên cái người nào có lòng tin vào thiện pháp, có lòng tin vào nhân quả, có nghĩa là biết rằng sát sanh sẽ thường mạng, thì chúng ta cũng bông hoa trái cây trà nước được rồi. Các vị thiện thần người ta giúp họ gia hộ cho mình ha. Còn nếu mà vị nào mà sát sanh hại mạng nhiều quá đó, là chúng ta sẽ đền mạng đó nha. Ở đây là thầy nói về nhân quả theo đạo Phật nha. Cho nên nếu nói đúng theo cái danh từ bên đạo Phật đó, là cái ngày mùng 3 là cái ngày sát sanh hội âm hồn là nó đúng hơn. Ra mắt đó là hội âm hồn, thấy không? Có nghĩa là cái ngày đó là cái ngày thâu binh của người ta. Thì bây giờ á, chúng ta cúng á, các vị thần người ta gia hộ cho mình, không phải là mình phải cúng con vật sát sanh đâu quý vị. Người ta bây giờ ta tu lắm rồi, người ta tu lắm quý vị ơi, người ta tu lắm, có nghĩa là người ta hướng tâm về con đường giải thoát dữ lắm, chứ không phải người ta không muốn thăng tiến đâu. Cho nên từ cõi thần ta muốn lên tiến lên cõi tiên. Cho nên bây giờ ta nói cái câu nè,
Nam mô Nam mi cúng chi hưởng cái nấy đó quý vị. Do cái tâm của chúng ta đó nghe. Do cái tâm của chúng ta đó, chứ không phải người ta đòi với mình đâu. Nhưng mà đối với cái người mà còn tham sát, hiếu sát và thích sát á, thì những người này á là thường hay sát sanh gà để mà cúng cái ngày ra mắt ngày mùng 3. Thì bây giờ hôm nay thầy cũng nhân cái dịp này ha. Thôi thầy cũng khuyên quý vị năm nay chúng ta đổi lại đi. Xưa kia cúng mặn lỗi làm thay, nay giác ngộ rồi đổi cúng chay. Ha. Trái cây hoa quả tuy đạm bạc, mà cơm canh bánh trái thảo lòng ngay. Trước nhìn mạng sống muôn loài vật, sau kiếp luân hồi nghiệp khổ dài. Đó, thì bây giờ chúng ta nên cúng bông hoa trái cây đi quý vị, nhang đèn bông hoa trái cây bánh nước được rồi quý vị nha. Thì hôm nay vì lòng từ bi, vì đạo từ bi, vì ngôn ngữ từ bi, vì chân lý từ bi, cho nên thầy khuyên quý vị một lần nữa, nếu người nào biết hướng tâm quy gì á là đi theo đạo hoặc là hướng tâm đến đạo trời, thì thầy khuyên quý vị nên cúng bông hoa hương hoa đăng trà quả đi, cúng cho các vị thần đi nha, để chúng ta cầu cái phước nó hay hơn. Tại vì thường thường chúng ta gieo thiện nghiệp thì nó sanh ra cái quả nghiệp quả thiện quý vị. Còn nếu mà chúng ta sát sanh hại mạng thì chúng ta năm đó có làm ăn được đi chăng nữa, chúng ta cũng phải thường mạng, không thường mạng thì cũng bệnh tật. Nó ủa tại sao hôm nay tôi cúng ra bình rồi mà sao tôi khổ, là tại vì mình còn làm sai đó quý vị nha. Thì những lời thầy chia sẻ cho quý vị đó là cái nghi thức cúng mùng 3 là thường thường người ta bị sai lầm hoặc là chúng ta đã bị sai lầm. Thì hôm nay á, thời kỳ quý vị cũng thấy cận rồi đó, thấy không? Cái chết của chúng ta nó kế bên thôi, có nghĩa là sáng còn tối mất, có đường nặng đâu đó, có nghĩa là hơi thở ra mà không vào thì cái như là chết đó quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta tích lũy thiện nghiệp đi để nương về cái đạo từ bi ha. Đó là điều thứ nhất. Và đồng thời cái ngày mùng 3 này chúng ta luôn luôn khởi tâm thiện. Là tại sao mà nói đầu năm là đi 10 cánh chùa quý vị biết không? Tại sao không đi là 20 cánh chùa mà đi có 10 cảnh như vậy? Rồi có chỗ đó là đi 12 cảnh nữa quý vị biết tại sao vậy không? Bây giờ thầy nói ở đây nè, ai đây biết, Sĩ Ngân biết không? Dạ, nói với thầy coi tại sao đi 12 cánh chùa mà có người nó đi 10 cánh chùa, tại sao vậy? Cái đó cũng biết. Nếu mà cái người nó đi 10 cánh chùa á thì nó thiên về cái ngũ hành chút xíu nè. Ha, thì tức là cái người này đi theo thập địa chi. Đi theo cái cung thập địa chi là đi cúng 10 cánh chùa để hóa giải 10 cái nghiệp của mình. Thấy không? 10 cái nghiệp của mình là ở trên cái thập ác Đức Phật dạy đó. Thấy không? Tham lam sân hận, rồi là tham lam, tham sân si, mạng nghi, tà kiến đó, điên kiến, đoạn kiến, rồi là giới cấm thủ, rồi vô minh, thì hóa giải 10 cái nghiệp này. Cho nên 10 cái nghiệp này chúng ta đi 10 cánh chùa để thắp cái đèn trí tuệ của chúng ta lên để cho chúng ta không làm những điều này nữa. Đó là 10 cái. Một cái thứ hai, có người thì nói là đi 12 cánh chùa, tại sao chỉ cần biết vậy không? Tại vì á là 12 cánh chùa này là tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Đó, thập nhị nhân duyên. Thấy không? Vô minh duyên hành. Thấy không? Nhã hành là duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. À, sanh duyên lão tử đó. Là 12 duyên, cho nên mình đi cúng 12 cánh chùa để hóa giải những cái duyên này đi. Tại vì đó 12 cái bút xích nó móc lại, nó câu trong cái năm nay. Mà nếu mà chúng thời hạn, mà cái thời hạn với vận hạn của chúng ta mà xấu đó, thì 12 cái bút xích này, 12 duyên này nó chỉ chúng ta vào cái chỗ mà nghiệp quả xấu. Vì vậy đó cho nên trong 12 mắt xích này chúng ta tạo ra 12 cái cảnh chùa, phải vậy không? Nhưng mà khoan nghe, nói là nói vậy nghe chứ không phải vậy nghe. Đi 12 cảnh chùa mà chúng ta phải cúng lại như thế nào? Là đến thứ nhất là sám hối cho cái tâm của mình. Con hôm nay đến chùa này, tên đó, họ đó và bao nhiêu tuổi ha? Ngày hôm nay là mùng 3 hay là ngày mùng 1, con đến chùa để con cầu an. Thứ nhất là cầu cho bản thân con sửa đổi tâm tánh ha? Thay đổi tư duy những cái tà kiến mê kiến, những cái đó là mê tín, thì con xin sửa đổi để trở thành chánh tín nương về với đạo thì mới được nha. Mà nguyện là phải nhớ nghe, vì đầu năm mà mình phải thay đổi cái tư duy của mình, nó khác với năm kia năm trước thì mình mới có thể thay đổi vận mạng được nha. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đến chỗ nào mình cũng nguyện như vậy hết, để chi? Để cho 12 lần nguyện đó mình khắc ghi vào trong tâm của mình, để năm đó mình làm theo cái 12 cái lần nguyện này mà trong một năm mình đã từng suy nghĩ. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi mình nguyện rồi mà mình còn giúp đỡ cho nhiều người nguyện nữa thì cái công đức mình nó sẽ tăng lên theo từ đó. Thì cái phước báo của mình tự nhiên nó sanh ra trong năm đó, là mình làm ăn lập đâu được đó. Là tại vì mình giúp đỡ nhiều người. Ở trong kinh nhân quả Đức Phật dạy nè, tại sao có người hưởng phước 10 đời, có người hưởng phước 1 đời, có người hưởng phước 100 đời, ngàn đời, là tại vì sao thế?
Đó là tinh thần Kinh Địa Tạng đi diễn giải cho chúng ta, là tại vì chúng ta chỉ cho nhiều người thì chúng ta được phước báo nhiều đời. Thấy không? Thì chỉ cho nhiều người thì chúng ta được phước báo nhiều ngày. Phải gì chưa? Rõ ràng thôi chứ có gì đâu, có nhân có quả rõ ràng phải không? Thì nói là nói đầu tiên, nói là nói đầu thần, nhưng mà chúng ta phải thiên vào cái phần vô vi là bên đạo Phật, là chúng ta phải nghĩ nhân và quả. Ha? Thì đạo thánh đầu tiên gì cũng phải nói cái chỗ nhân và quả thôi. Làm thiện thì phải được thiện, mà làm ác được ác đó. Thấy không? Thì chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ thì chúng ta phải thay đổi tư duy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta phải thay đổi hành động. Cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải thay đổi đi cái lời nói của mình. Hồi năm ngoái mình đó là chửi rủa nhiều quá rồi. Thứ nhất là mới năm vừa rồi thì nghe nhiều người chửi rủa lắm đó nha. Thầy phim những ai chửi rủa đó năm nay phải sửa đổi nha. Chứ năm nay mà không sửa đổi đi ha. Ông á, là năm nay năm Thìn là cùng binh gia của bà Quan Âm đó, là ông tránh sái đại càng ông ra đó, là ông càng sạch sẽ đó nha. À, ông càng quét cái miệng đó, cái miệng mà chửi rủa đó nha. Thì thầy nhắc nhở cho những cái pha mà chửi rủa u mê đó, hãy nhớ điều này để mà sửa mình, đã đừng có chửi rủa nó mà nói lời lành tiếng lành nha, để mà hướng về đường thiện. Thì bây giờ hôm nay thầy chỉ xin chia sẻ gọn nhẹ về cái phần mà tam nhật sơ khai mà thôi. Tại sao trong 365 ngày mà chỉ phải bước vào cái ngày mới chúng ta mới làm điều này? Không phải, tại vì chúng ta bị quên đi. Tóm lại cuối cùng hôm nay thầy nói cho quý vị nghe trước khi rời buổi giảng, 365 ngày qua chúng ta đã làm sai mà chúng ta không có nhớ việc làm thiện. Thì hôm nay bước qua đầu năm mới, tức là khởi động ngày 1 cho đến ngày 3, để nhắc nhở cho chúng ta hướng về đường thiện, làm thiện, nói thiện và suy nghĩ thiện, để chúng ta thay đổi hành động, tư tưởng và lời nói. Thì cái năm mới của năm nay là năm Giáp Thìn, chúng ta mới hưởng được những cái lộc, cái tài và những cái phước báo mà ở trong đạo Phật gọi là công đức đó quý vị ha, là do chúng ta gây đó, chứ không phải là do Phật, mà cũng phải là do thánh, cũng phải là do thần. Không? Thần gia hộ cho những người thiện căn, thiện á là thiện đức, thiện nhân, còn thần không có gia hộ cho những người ác tâm được đâu nghe. Thì vài lời thầy xin chia sẻ cho tất cả những ai được nghe cái lời chia sẻ hôm nay được phước huệ trang nghiêm A Di Đà Thọ Ký và luôn luôn hướng về đường lành, để thành tựu được đạo quả và thành tựu được thiện quả của mình mong muốn trong năm nay. Khi quý vị khấn nguyện trong á là 12 cánh chùa hoặc là 10 cánh chùa nha, hoặc là trong lúc mà thỉnh á là binh đàn gì đó, à cúng mùng ba gì đó, thì quý vị nên nhớ giùm thầy nha. A Di Đà Phật. Thank you.